Sáng ngày 22 tháng 5, Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Chương phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Đại Đồng tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh, nhà thờ họ Nguyễn Viết. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Nam Đình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao. Ở huyện có đồng chí Nguyễn Hải Dương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, Nguyễn Văn Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cùng đại diện các phòng ngành Ủy ban Nhân dân huyện. Nhà thờ họ Nguyễn Viết được xây dựng vào thời Nguyễn, mặc dù đã trải qua hàng trăm năm nhưng vẫn giữ được kết cấu kiến trúc ban đầu. Với hai tòa nhà cổ kính, đặc biệt nhà bái đường là nơi kết tinh những giá trị thẩm mỹ. Qua bàn tay khéo léo tài hoa của những nghệ nhân, nhà bái đường đã trở thành tác phẩm nghệ thuật điêu khắc rất đặc sắc với các đề tài truyền thống như long ly, quy phượng và được cách điều bằng nhiều thủ pháp nghệ thuật khác nhau, tạo nên sự đa dạng thống nhất, tổng hòa lại thành một tác phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh, tôn lên giá trị thẩm mỹ cho công trình kiến trúc tâm linh. Các đề tài trang trí được bố trí đăng đối hài hòa như long ngư hí thủy, trúc hóa rồng, liên hóa hổ phù, phượng hàm thư đổi chữ thọ, phượng vũ, hổ phù hàm thọ, mai hóa rồng, trúc hóa long cài song thọ, long hàm song thọ. Cùng với đó là các họa tiết hoa cỏ, sen tùng, trúc mai, sen lẫn đã thể hiện sự sáng tạo trong nghệ thuật trang trí. Mỗi đồ án đề tài trang trí trên từng cấu kiện đều có ý nghĩa riêng, cùng với bố cục hài hòa, cân đối đã tạo nên những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc có giá trị thẩm mỹ cao. Di tích còn lưu giữ được nhiều tài liệu hiện vật có giá trị tiêu biểu như hệ thống chữ viết trên các cấu kiện gỗ, câu đối, hoành phi, khám thờ, bia đá. Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, lãnh đạo thành công của cách mạng giải phóng dân tộc giai đoạn 1930-1945, giai đoạn 1946-1975, di tích không chỉ là địa chỉ sinh hoạt văn hóa tâm linh của con cháu dòng họ mà còn là nơi diễn ra nhiều sự kiện lịch sử của địa phương quan trọng, được ghi vào sử sách như địa điểm in ấn chuyển đơn các tài liệu bí mật của Đảng giai đoạn 1930-1931, được sử dụng làm kho cất giữ lương thực phục vụ kháng chiến giai đoạn 1968-1969, là nơi trú quân của đơn vị công binh năm 1971. Đây cũng là dòng họ có truyền thống cách mạng hiếu học và học giỏi. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nhiều người con của dòng họ hăng hái tham gia chiến đấu. Theo thống kê, dòng họ có 11 liệt sĩ hy sinh trong hai cuộc kháng chiến và hai bà mẹ Việt Nam anh hùng. Phát huy truyền thống của cha ông, hậu duệ của dòng họ đã không ngừng học tập, nghiên cứu. Hiện nay dòng họ có 1 giáo sư, 7 phó giáo sư, 7 tiến sĩ, nhiều thạc sĩ cùng các kỹ sư, bác sĩ đã và đang làm việc đóng góp sức mình xây dựng quê hương đất nước. Với những giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học thẩm mỹ như vậy, nên nhà thờ họ Nguyễn Viết đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tặng bằng khen và được xếp hạng là di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh tại quyết định số 3065 ngày 27 tháng 10 năm 2021. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao đã đề nghị xã Đại Đồng, dòng họ Nguyễn Viết tiếp tục bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị của di tích, thực hiện tốt luật di sản văn hóa để di tích mãi mãi trường tồn, trở thành địa chỉ gắn kết giữa các thế hệ. Về với di tích là về với nguồn cội. Sau phần lễ, Ủy ban Nhân dân xã Đại Đồng, các đại biểu đã tổ chức rước bằng và dâng hương tại nhà thờ.